em đã tốt lắm nhóc. Em đang vẽ anh hai chơi bóng với em ở trong đội gà trống nè. Ai mà thèm vô cái đội cù bắp đó. Chuyện là có một cặp vợ chồng Việt Kiều muốn nhận nuôi Khoa. Mới muốn chia rẽ hai anh em tụi con à? Em chỉ muốn sống cùng anh hai thôi. Vì anh hai là người thân duy nhất mà em có. Em biết anh bỏ đá bóng vì ai, nhưng có bao giờ anh nghĩ anh sẽ quay trở lại vì người đó? Em với cả Khoa hứa với nhau là hai thằng sẽ cùng chơi cho đội tuyển quốc gia. Hãy cứ tiếp tục thực hiện cái ước mơ đó của em và của Khoa.